Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với Kinh Tám tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: nữ sinh lớp 5 ở Đồng Nai bị dụ quay clip nhạy cảm để nhận trà sữa uống miễn phí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo công an thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố khẩn trương để điều tra và làm rõ vụ nữ sinh lớp 5 bị người lạ nhắn tin qua Zalo dụ dỗ quay clip nhạy cảm để nhận trà sữa miễn phí. Cụ thể, theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa, ngày 5 tháng 4, Phòng nhận được tin báo của trường tiểu học Kim Đồng về việc một nữ học sinh có dấu hiệu bị lạm dụng. Cụ thể, phía nhà trường nhận được phản ánh của phụ huynh về việc cháu N là học sinh lớp 5 có nhắn tin trên mạng Zalo với một người lạ lấy tên là một trung tá công an khoảng một tuần gần đây. Qua vài lần nhắn tin, người này có yêu cầu em N tự quay clip nhạy cảm và gửi cho mình để tham gia cuộc thi sắc đẹp của lứa tuổi 12 đến 15. Người này còn dặn học sinh không được cho ai biết vì đây là chương trình bí mật và phải xóa hết các tin nhắn đã nhắn trên Zalo. Đến trưa ngày 2 tháng 4, phụ huynh phát hiện con có biểu hiện bất thường, vào phòng khóa cửa và cầm điện thoại nhắn tin với ai đó nên phụ huynh nghi ngờ và hỏi con nhiều lần. Sau đó, N khai sự việc như trên, ở trường đã có nhiều học sinh khác cũng nhận được trà sữa miễn phí như vậy. Trước thực trạng trên, ngày 8 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cũng đã ra văn bản tin toàn cảnh về báo cáo về sự việc trên và đề nghị tăng cường các biện pháp tuyên truyền và chống xâm hại và lạm dụng tình dục ở học sinh. Đó, các bạn thấy không? Cần phải quản lý chặt chẽ, đặc biệt các phụ huynh và các giáo viên ở nhà trường, vì các tuổi của các em học sinh đó bây giờ là cái tuổi mà tò mò mới lớn, dễ bị các kẻ xấu dụ dỗ và làm những điều sằng bậy. Vì vậy, hãy chia sẻ video này rộng rãi để cho mọi người cùng biết đến và đừng quên ấn giùm cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.